Vừa mới bước chân đến cửa, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng quay sang nhìn. Bỗng nhiên, thần nam cảm thấy có sát khí ở tử quán này. Hắn mang sờ ngọc định quay đi, thì chủ quán từ trên lầu đi xuống thuyết phục bọn họ ở lại. Hắn nói đợi tới sáng sẽ cho người đi mời đại phu tới. Thần nam lưỡng lự nửa muốn đi nửa muốn ở lại, vậy nhưng vì thế bệnh tình của sở ngọc không được tốt, bên ngoài trời đang mưa mà xung quanh đây cho dù có thêm trăm dặm nữa cũng không tìm được nơi trú chân, mà chắc chắn sở ngọc sẽ lâm bệnh nặng hơn, đến lúc đó có muốn cứu cũng không kịp nữa rồi. Tiểu nhị dắt hai người họ lên trên lầu nghỉ ngơi, chủ quán thấy vậy thì sắc mặt lại thay đổi đột ngột 360 độ trong rất gian, hình như hắn ta đang còn âm mưu một chuyện gì đó. Thần nam lên phòng mở cửa sổ ra quan sát xung quanh, cảm nhận không sai, quả nhiên chỗ này là hắc điếm. Ở bên dưới bọn giang hồ đang tụ họp lại xì xầm mưu tính làm chuyện gì đó. Bọn chúng hỏi ông chủ rằng nhà đầu bị bệnh kia có chắc là công chúa Sơ Ngọc của đồng chủ. Hắn nói tuy rằng mình chỉ từng nhìn thấy từ xa, vậy nhưng tuyệt đối là không nhận nhầm được. Suốt bao nhiêu lâu nay, bọn chúng đang thông đồng với nhau để cướp hậu nghệ cung, vậy nhưng nào ngờ, thần nam lại mang Sơ Ngọc tự động chui vào đây. Đúng là mỡ dâng tới miệng mèo. Không thể chờ được thêm giây phút nào nữa, thời cơ đến thì phải chộp lấy ngay. Gã đàn ông để dầu quai nón định lên trên lầu trói bọn họ lại rồi cướp lấy hồng nghệ cung, vậy nhưng ông chủ đã ngăn cản, thần binh đang ở trong tay bọn họ, không thể tùy tiện hành động được. Cô gái ban nãy múa hát xung phong đi lên trên tiếp cận hai người, nàng ta nghĩ rằng Sơ Ngọc đang lâm bệnh nên không cần quan tâm tới, còn phần thần nam thì nàng thừa sức để giải quyết. Nàng ta rút cây châm vàng có tẩm thuốc độc khuấy vào ly rượu. Đồng đồng đang núp ở dưới gầm bàn nghe hết được âm mưu của bọn chúng liền chạy lên báo với thần nam. Sơ Ngọc cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhìn xung quanh không biết nơi đây là đâu, quay sang thì thấy thần nam đang ngồi ở đằng kia, thấy hắn đang đi tới thì lại giả vờ nhắm mắt. Vì thấy lâu quá mà Sơ Ngọc vẫn chưa tỉnh dậy, thần nam lo tới sốt phó, định mạo phạm cởi đồ của nàng ra, vậy nhưng nghĩ làm vậy sẽ tổn hại danh dự của hắn. E ngại tới mấy thì cuối cùng, hắn cũng quyết định lột đồ của Sơ Ngọc ra vì nàng sắp bệnh tới chết rồi, vậy nhưng chưa kịp đụng vào thì Sơ Ngọc lại quay người sang chỗ khác. Đúng lúc này đồng đồng mở cửa đi vào, nó thấy thần nam định làm bậy với Sơ Ngọc liền mắng hắn là vô sỉ. Đại nạn sắp đến nơi rồi mà vẫn còn ở đây chiếm tiện nghi. Không lòng vòng nữa, đồng đồng liền báo với thần nam chuyện đám người ở dưới đều là võ giả và bọn chúng đang còn tính chuyện âm mưu cướp lấy hậu nghệ cùng nên phải nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vậy nhưng chuyện không đơn giản như vậy được, ở bên ngoài đang có kẻ theo dõi, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một mình thần nam thì có thể chạy trốn được, vậy nhưng Sơ Ngọc còn chưa tỉnh, cõng theo chị e rằng sẽ rất khó khăn để có thể cả ba cùng thoát khỏi nơi này. Thần nam cầm lấy hậu nghệ cung bỏ đi, đồng đồng nói không thể nào vứt bỏ Sơ Ngọc ở lại đây một mình khi nàng ta còn lâm bệnh được, nếu không thì phải cùng nhau thoát khỏi nơi này. Vậy nhưng thần nam lại nghĩ rằng đám người kia sẽ không dám làm gì Sơ Ngọc vì nàng ta là công chúa của đồng chủ quốc. Sơ Ngọc tỉnh lại hỏi thần nam tại sao không rời đi mà còn quay lại làm gì. Hắn nói mình là người đưa nàng vào hắc điếm này thì chắc chắn phải đưa ra ngoài. Không thể chần chừ thêm được nữa, Sơ Ngọc khẩn cầu xin thần nam giúp mình một chuyện. Để có thể thoát ra khỏi hắc điếm này, nàng sẽ dụ bọn chúng đi ra chỗ khác. Nếu như thần nam thành công thoát thân thì giúp nàng đem hậu nghệ cung về vương cung đồng chủ. Mà pháp và sức lực của Sơ Ngọc đang cạn kiệt. Một phần là do bị hậu nghệ cung phản về lại. Thần nam cảm thấy lạ, hậu nghệ cung là thần binh sao lại có chuyện phản vệ hai người được, hay là do đã bị ai đó cố tình hạ cấm chế. Chưa kịp giải thích thì nàng ta đã thều thào thở không ra hơi. Đồng đồng nhanh trí lấy tiên liên đưa cho thần nam, đút một cánh hoa vào miệng Sơ Ngọc. Nàng ta nhanh chóng khỏe lại, vậy nhưng trong người lại nóng hừng hực như muốn thét ra lửa, mặt đỏ bừng bừng chạy khắp phòng để tìm nước uống. Sơ Ngọc cũng không ngờ tới việc thần nam cho mình ăn tiên liên. Đáng ra phải chế thành đan dược rồi mới được dùng, do ăn thẳng thì khó mà hấp thu. Không còn cách nào khác, Sơ Ngọc thử sử dụng công pháp hóa thiên dung điện để hấp thụ thức ăn trong bụng cực nhanh, vậy nhưng cũng có thể hấp thu nội lực của võ giả khắc thành của mình. Thần nam thấy nếu là hấp thu nội lực của người khác thì sao có thể là công pháp được, đó chính là tà pháp còn gì. Sơ Ngọc vội vàng giải thích, từ trước tới nay cô chưa từng dùng hóa thiên dung điện để làm chuyện xấu xa. Không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa, Sơ Ngọc cảm thấy trong người càng lúc càng nóng hơn. Nàng ta nhẹ giọng tỏ ra đáng yêu xin thần nam cho mình mượn một chút nội lực. Vậy nhưng bị thần nam phán đừng có mơ, nội lực của hắn chỉ mới có cấp 1. Nhiều đó còn trả đầy cho bản thân dùng nói chỉ là cho mượn. Cùng lúc đó ở ngoài cửa phòng, giọng của một mỹ nữ cất lên rất ngọt. Nàng ta hỏi thần nam đã ngủ chưa, không thể để cho mỹ nữ đó thấy đúc hậu nghệ cùng. Hắn nhanh chóng kêu Sơ Ngọc tí nữa đừng lên tiếng, giữ lấy thần binh rồi kéo rèm giường ngủ lại. Thần nam ra mở cửa, trước mắt là một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều đang cầm bình rượu. Nếu như nàng ta muốn diễn thì hắn quyết diễn cho tới cùng. Đêm đẹp khó kiếm, lại có một mỹ nhân đứng trước mặt mình thì có gã đàn ông nào lại không muốn. Nàng ta sấn tới hỏi thần nam có bằng lòng uống với nô gia mấy chén không.
Không chần chừ, hắn liền choàng tay ra sau ôm eo mỹ nữ, nói chuyện này có vẻ không ổn lắm nhỉ. Nàng ta đái chân đóng cửa lại một cách thuần thục, rồi nhẹ nhàng đẩy thần nam về phía bàn rượu. Tên chủ quán thì ở dưới vừa nhâm nhi mồi vừa âm thầm chờ đợi. Thấy nữ nhân này có vẻ vội vàng, thần nam hỏi rằng trong phòng còn có người khác nữa chắc sẽ không sao chứ. Nàng ta tưởng còn có ai, hóa ra đó chỉ là một con rồng nhỏ, cho nó thấy cũng không sao. Ánh mắt của nàng ta nhanh chóng nhìn xung quanh, vậy nhưng không thấy dấu vết của hậu nghệ cùng. Mỹ nữ này quả không chê vào đâu được, vừa biết múa hát, phục vụ văn nghệ, giọng nói lại ngọt ngào, lại còn làm thơ hay. Tay rót rượu, miệng làm thơ phong vũ dạ quỳ nhân, tương phùng là duyên phận, nô ra mời công tử chén này. Thần nam chỉ đưa chén rượu lên người rồi khen rượu ngon chứ không uống. Sau đó liền hỏi cô nương có thể nhảy một khúc nhạc góp vui không. Nàng ta không ngần ngại mà nhảy cho thần nam chiêm ngưỡng. Hắn ta liền tấm tắc khen ngợi không hết lời. Quá tuyệt, rồi nhân cơ hội đổ bỏ chén rượu đi. Rượu rơi xuống thảm liền bốc một làn khói nhỏ, nếu như ban nãy thần nam uống thì đã tiêu đời rồi. Thấy thần nam khen ngợi mỹ nữ kia như vậy, Sở Ngọc ở trong liền ghen ra mặt, trong người đã nóng rồi lại còn nóng hơn. Nàng ta lợi dụng nhảy múa mà tiến tới gần chiếc giường, vậy nhưng thần nam đã kịp kéo tay lại, để có thể nhảy chung chẳng phải vui hơn sao. Thấy thần nam nhã hứng như vậy, đương nhiên là mỹ nữ bằng lòng rồi, hai người say sưa nhảy múa với nhau. Thần nam cảm thấy mùi hoa quế trên người mỹ nữ nồng quá. Ban nãy chưa chúc rượu hắn được, nhân cơ hội này nàng ta phải phạt hắn uống 3 chén rượu mới chịu được. Biết ý đồ của nàng ta, thần nam ôm chặt lấy mỹ nữ từ đằng sau lưng thì thầm vào tai nàng rằng rượu không say người, tự người say. Sắc trời đã muộn, chính sự quan trọng. Sau đó quay người nàng ta lại, đè xuống dưới bàn thật mạnh để cho bình rượu rơi xuống bể dưới đất. Thấy bình rượu đã bể, nàng ta viện cớ đi lấy vò khác rồi về. Thấy tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì cũng không ổn, ngoài sáng đánh không thắng thì phải dùng chiều khóc. Mỹ nữ đi xuống, đám cánh mày râu ở dưới thấy sao mới lên mà lại xuống nhanh như vậy. Bọn chúng hùa nhau nói khích, chuyện đơn giản như thế mà cũng không xử lý được. Ải mỹ nhân là khó qua nhất, nam nhân một khi đã rơi vào ải mỹ nhân rồi thì khó mà thoát ra được. Nàng ta quyết chinh phục thần nam cho bằng được và không để một ai nhúng tay vào phá. Trời bên ngoài vẫn còn đang mưa, hai tên lính gác đang hăng say tuần tra thì bất ngờ bị một nhát sao tấn công đằng sau dưới bất tỉnh nhân sự. Ở bên trong tử quán, mỹ nữ kia đã lấy xong vỏ rượu mới, từ từ ra vẻ đoan trang chậm rãi bước lên trên lầu. Chủ quán liền sinh nghi mỹ nữ này có điều gì đó rất khác, giống như biến thành một người khác vậy. Nàng ta bước vào phòng, đồng đồng vẫn thản nhiên nằm trên bàn, còn thần nam thì không biết đã đi đâu. Mỹ nữ đứng trước giường, tay chỉ vừa mới vén màn thì thần nam xuất hiện ở đằng sau, đưa dao kề cổ nàng ta uy hiếp. Hắn không còn ngửi thấy mùi hoa quế trên người nữ nhân như lúc nãy nữa. Mỹ nữ thấy bị lộ nên ra tay động thủ châm huyệt vào thần nam, vậy nhưng hắn đã kịp thời né tránh. Trong lúc thần nam và mỹ nữ đang đấu nhau thì tấm che trên mặt rơi xuống rồi, cả hai lăn vào giường mà Sở Ngọc đang trốn ở trong đó. Trong lúc thần nam đang giằng co với mỹ nữ kia thì Sở Ngọc lại nhận ra đây là hoàng ti của mình. Xui cho thần nam, Sở Ngọc đã giống như tiểu màn nữ rồi, do lấy gặp hoàng ti của nàng thì chẳng khác gì gặp đại mà nữ. Trường công chúa nhanh chóng thay y phục. Thần nam nói, mình đường đường là chính nhân quân tử, không thể nào nhìn nữ nhân thay đồ được. Vừa nói dứt câu thì lại nhận ngay cú đấm của trường công chúa. Nàng ta bắt mạch cho Sở Ngọc. Sở Ngọc chỉ mới mở miệng nói thì bị hoàng tỷ liếc mắt tức giận vì tiểu muội dám phạm tội tề đình, còn làm trái ý mình. Sở Ngọc sợ xanh mặt, liền đánh trống lảng sang đổ tội cho thần nam bản nãy dám mạo phạm với hoàng tỷ của nàng. Hắn ta tưởng trường công chúa là vũ nữ bản nãy nên khống chế để cho Sở Ngọc hút nội lực. Thần nam đưa ra một ý tưởng, vừa hay lại có trường công chúa ở đây, bèn kêu Sở Ngọc hút nội lực tì tì của nàng. Khi nghe trường công chúa bảo không thể để cho Sở Ngọc hút nội lực của mình, thì thần nam đã vội vàng trách cứ là keo kiệt. Thấy em gái ruột của mình sắp tiêu tan đến nơi rồi mà vẫn không cứu. Trường công chúa là người tu đạo, tu luyện chân khí nên không thể hòa hợp nội lực với tiểu muội. Người thích hợp nhất ở đây chỉ có thể là thần nam. Thần nam định đi xuống dưới bắt một tên võ giả, vậy nhưng cách này không ổn lắm. Thần nam suy đi tính lại, dù gì mình cũng là người cho Sở Ngọc ăn tiên liền nên chấp nhận cho nàng ta hút nội lực của mình. Vậy nhưng mà phải gieo kèo trước là chỉ được hút 1/10 nội lực của hắn. Hắn thấy 1/10 vẫn còn là quá nhiều nên giảm xuống còn 1/20. Hai người nhanh chóng khoanh chân ngồi giáp mặt vào nhau, đưa hai cánh tay dài trước bắt đầu thi triển ma pháp. Thần nam sợ vậy nhưng vẫn không quên căn dặn Sở Ngọc là hút khi nào thấy đủ thì dừng lại. Đột nhiên, nội lực thần nam đang mất đi dần, hắn kêu Sở Ngọc ngừng lại nhưng nàng ta không thể nào dừng được. Căn phòng rung chuyển dữ dội như muốn bứt móng mà bay lên trời. Đám người ở dưới đắc chí tưởng rằng mỹ nương đã xử lý hai người họ thành công rồi. Chuyện không như mong đợi, một tên gia nhân đi vào bẩm báo là mỹ nữ bị người ta đánh ngất xỉu trong phòng chứa củi. Nội lực của thần nam đang bị hút cạn dần. Trường công chúa bảo Sở Ngọc dừng lại, vậy nhưng nàng không thể dừng được. Đám người ở dưới đất bất ngờ xông lên tấn công. Ma pháp của trường công chúa rất mạnh, nàng yểm bùa vào mấy cột nhà.
Chỉ cần múa tay một vài cái mà đã đổ sập gần hết vào người bọn chúng. Tên chủ quán nhân cơ hội này thừa cơ lên phòng lấy hậu nghệ cùng, hắn không cần phải tốn nhiều sức mà cũng lấy được. May mà Đồng Đồng ứng phó kịp thời, nó nhảy từ trên tủ xuống đá bể mặt tên chủ quán rồi cướp lại thần bình. Tên chủ quán rút sao sao, Đồng Đồng nhanh chân chạy đi. Thần Nam bị hút nội lực nhiều như vậy cảm thấy mình phế rồi. Bỗng một tà pháp trắng xuất hiện, nàng ta cuối cùng cũng tách ra được. Điều ngạc nhiên hơn đó là khi thần Nam nhìn thấy tà pháp trắng đó thì nhận ra đó không phải nội lực của mình mà là chân khí. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé!